đó mẹ vô. Đó là ca nó ca của cái thằng mập chồng của mình đó. Nước cũng quá trời luôn. Một con cáo hả? Đây là bữa nay đi đào khui đất là ốc vòi voi này bên Fox Island. Chạy từ Tacoma qua bên Gig Harbor rồi qua bên Fox Island. Bên bị cõi thôi nhá. Đất vô đây vô nước hạ thủy triều nước nó rút xuống rồi mới ra đào con ốc được. Nó lên tới lên trên kia lên kìa. Lên cao mấy mét lận. Con chặt cả rồi hả? Không, chạy nó nhìn vậy chạy nó. Sợ mất con đào. Khu đất này nó nằm dưới sâu phải 1 mét hơn á, đào 1 mét mấy rồi mà còn chưa có kéo lên được nó. Cỏ đùm với cỏ đùm cây vò ấy. Có vò này, chưa tới vò. Dạ. Đây là đồ nghề bắt ốc. Tập thể dục ấy. Cái này khỏi tập gym luôn, trời ơi. Giờ mày biết cái này hết. Mày chữa ăn thôi thì ăn ốc nó thì nhờ tẩy người đau ốc đấy. Cua hả? Món ăn đẹp. Ra hướng dậy á. Dây em nó cao mà. Ôi coi con cua đã bắt được mà. Ô. Ê. Ba lại cái số tới mà mà móc á. Có quá bỏ vô kẹp á. Né con cua to chứ. Phải phải lấy cái số mà móc á. Đưa lấy cái gì anh kéo đi kéo nó vô đi ra lấy cái ba nó. Ba ba. Quăng cái giá xúc vô coi. Được kìa. Được chứ. Đây. Quá, còn một con chờ voi nè. Đây. Để em coi cái voi voi nè. Trời ơi, một con ốc như gì là đau biết mất công gì sơ chưa. Có con cua đỏ tối đầu luôn. Anh tụ cầm con cua cầm của nè em đây em quấy à mừng chứ. Người được người bắt cua người bắt ốc rồi cho bắt cua ôi hả kêu bắt chào. Giờ tiếp con thứ hai nè. Giờ nước mà vô thì có bay bơi đá lại không? Mình bỏ vô tắm lại cho chắc. Để anh Vĩ tập thể giúp được. Em Tú đào sâu mình đào cạn anh còn ông mình phải phải xong rồi mình phải làm lại đây nữa hả? Phải phân bổ công việc ra. Ừ, nó phạt 75 đồng. Ồ phạt 75 đồng luôn. Nhưng em đào cạn xong rồi anh đào sâu rồi ông ba cho lắp. Mỗi người mười công đoàn á đỡ mệt ha. Anh đừng lên cãi lần xuống lụng liên anh. Được,
Con đò nước lên nhánh cỏ. Lôi luôn hả? Để ăn kéo luôn. Sắp sắp. Ông tối ông đào chứ ông xin sao ông đào trời. Quá. Ông xin ông ù. Thêm con. Em. Ủa sao bắn đường dưới coi nè. Con cái sao bắn đường dưới hả? Con bèm hả? Đào xong rồi phải tốn sức lối cái này lấy nữa. Để em coi nó. Anh em cầm con được chứ. Nhắm anh. Lần đầu tiên em thấy ốc voi voi đấy anh. Thấy trong cái gì đấy. Còn đó là mấy triệu một con á. Chỉ mắc mắc nữa. Xuống cái bể này. Dạ. Yeah. Rồi là được mấy con rồi. Không mấy con, 6 con rồi sao? Dạ. Yeah. Con bự ghê chứ. Nước đang lên nè. Lên nhánh ghê. Để con chỗ này xuống nước lên mắt đó. Ồ. Oh. Rồi chú này mất nước.